Chào mừng các em học sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog Nếu đây là lần đầu tiên các em đến với kênh Thành Đô Vlog thì vui lòng ủng hộ kênh Thành Đô Vlog bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông để nhận được những video mới nhất Rồi bây giờ mời các em mở sách và bài tập Tiếng Việt lớp 5 tuần 32 trang 89 tập nằm văn Trả bài văn tả con vật Rồi đầu tiên các em làm bài tập số 1 Đọc lại bài làm của em và lời nhận xét của cô hoặc thầy sửa các lỗi trong bài theo các yêu cầu sau. Loại lỗi, các lỗi cụ thể và sửa lỗi. Thì ở đây có 3 loại lỗi chính đó là lỗi chính tả, lỗi dùng từ và lỗi đặt câu. Các em xem lại bài làm của mình, đọc lại lời nhận xét của cô hoặc thầy, xem là mình sai những lỗi nào thì các em sẽ sửa vào các em ghi vào và các em sửa lại. Ví dụ, ở đây thầy giao ví dụ đấy nha. Ví dụ là lỗi chính tả. Thì các em viết sai. N thấp thì các em viết sai thành N cao. Cái đầu nó Thì các em sửa lại. Các em viết lỗi cụ thể vào cột cột này. Sau đó các em sửa lỗi các em viết vào cột cuối cùng này. Sửa lỗi. Thì các em thay N cao thành N, thấp. Cái đầu nó đó đây, thầy giáo ví dụ thôi còn em nào không sai lỗi chính tả thì các em không cần phải viết vào đây tiếp theo là lỗi dùng từ lỗi dùng từ ví dụ như là lỗi dùng từ khi chúng ta dùng từ chưa đúng chưa sát nghĩa chẳng hạn ví dụ là khi tả con chó thì các em tả các em nói là cây mồm thì khi tả con chó ít khi người ta nói cái mồm đó cái mồm con chó đó mà người ta dùng từ là cái mõm nó hợp lý hơn rồi như vậy ở đây là lỗi dùng từ. Ở đây là thầy giáo ví dụ nó còn trường hợp là các em mắc phải lỗi như thế nào thì thầy cô giáo đã nhận xét ở trong bài làm của các em đó. rồi. Đó, còn lỗi đặt câu. Ở đây thầy giáo ví dụ lỗi đặt câu như chúng ta dùng cái từ dùng từ lặp lại để các em đặt câu khiến cho câu văn nó trở lên lúng cúng, không linh hoạt. Ví dụ như là chú chó rất khôn ngoan. Mỗi khi Em vui bảo chú chó nằm xuống hay bắt tay là chú chó nằm liền. Thì ở đây các em dùng lặp lại từ chú chó rất là nhiều lần khiến cho câu văn nó trở lên lùng củng. Thì các em có thể sửa lại. Thay từ chú chó bằng từ nó. Chú chó rất khôn ngoan mỗi khi em vui bảo nó nằm xuống hay bắt tay là nó nằm liền. Nói như vậy là thầy giáo ví dụ thôi. Còn trường hợp là các em sai như thế nào, cụ thể như thế nào thì là thầy cô giáo đã nhận xét vào bài làm của các em rồi thì các em sẽ viết các lỗi cụ thể vào vào cột thứ hai và đồng thời sửa nó vào cột thứ thứ ba nỗi chính tả ứng với dòng chính tả nỗi dùng từ ứng với dòng dùng từ tiếp theo các em sang bài tập số 2 chọn một đoạn trong bài làm của em viết lại theo cách khác hay hơn thì các em có thể chọn đoạn mở bài hoặc là chọn đoạn kết bài các em viết lại theo cách khác hay hơn cũng có thể các em chọn một đoạn miêu tả ngoại hình của con chó, các em viết lại theo cách khác hay hơn. Hoặc là chọn một đoạn miêu tả về hoạt động của con chó, các em viết lại theo cách khác hay hơn. Thì cụ thể trong bài này các em tham khảo đoạn văn tả về ngoại hình của con chó. Chú chó có đôi mắt đen láy, tinh nhanh, tròn xoe như hai hòn bi ve. Đôi tai nó cụp xuống nhưng khi phát hiện ra tiếng động lạ, nó lại giỏng lên, nghe ngóng, hướng về phía đó. Chiếc mũi nhỏ xinh, lúc nào cũng ươn ướt, ướt của chú lại là một vũ khí tuyệt vời và vô cùng nhanh nhạy, chính xác. Những chiếc răng nanh, trắng muốt, bé nhỏ, thỉnh thoảng chú cắn vờ vào, vào chân em, khiến em cảm thấy nhột nhột. Những bàn chân nhỏ xíu, ngăn ngắn với những đệm thịt giúp chú di chuyển nhẹ nhàng hơn, nhanh nhẹn hơn. Rồi như vậy là các em tham khảo và các em làm bài theo ý hiểu riêng của mình. Rồi như vậy là video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Đừng quên ủng hộ kênh Thành Đô Vlog bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông để nhận được những video mới nhất. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc các em học tốt.